Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang vừa có thông báo thời gian trở lại trường học trực tiếp của học sinh khối lớp 6 và học sinh bậc tiểu học. Cụ thể như sau, từ ngày mai 21 tháng 2, học sinh khối lớp 6 bắt đầu học trực tiếp. Từ ngày 22 tháng 2, học sinh các khối lớp 4, lớp 5 bắt đầu học trực tiếp. Và từ ngày 24 tháng 2, học sinh các khối lớp 1, 2, 3 bắt đầu học trực tiếp. Toàn tỉnh An Giang có 174.522 học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 và hơn 146.000 học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 của 156 trường trung học cơ sở, 54 trường trung học phổ thông, một trung tâm giáo dục thường xuyên. Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang cơ bản đã được kiểm soát, nhằm đảm bảo mục tiêu kép của năm học là vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa kiên trì chất lượng giáo dục đào tạo. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang có công văn thống nhất chủ trương cho học sinh lớp 6 và học sinh tiểu học trở lại trường học trực tiếp từ ngày 21 tháng 2. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã có chủ trương cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 trở lại trường học trực tiếp từ ngày 14 tháng 2 khi đã tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2. Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, sau một tuần cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 trở lại trường học trực tiếp, tỷ lệ học sinh đi học trực tiếp tại trường đạt trên 97%, riêng cấp trung học phổ thông đạt trên 98%. Các trường đã linh hoạt ứng phó với các tình huống xảy ra tại trường, đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch, không để xảy ra trường hợp lây nhiễm bệnh trong nhà trường. Hầu hết các đơn vị đều tổ chức hai hình thức dạy học vừa trực tiếp vừa trực tuyến. Với những kết quả đạt được sau một tuần học sinh từ khối lớp 7 đến khối lớp 12 học trực tiếp, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để cho học sinh khối lớp 6 và học sinh bậc tiểu học trở lại trường học trực tiếp. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu ngành giáo dục chuẩn bị chu đáo để đón học sinh đến trường học với phương châm đảm bảo an toàn sức khỏe cho các em vì đây là nhóm đối tượng chưa được tiêm vaccine. Trong đó, khẩn trương chuẩn bị các điều kiện về cơ sở, thiết bị, điều kiện học tập, vệ sinh trường lớp, phương án, kịch bản chống dịch, phương án xử lý các tình huống khi có ca mắc COVID-19 trong trường học. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, việc mở cửa trường học đón học sinh các cấp trở lại trường học trực tiếp tại thời điểm này là phù hợp và cần thiết. Qua thời gian đẩy mạnh tuyên truyền đã tạo sự đồng thuận cao và giảm tối đa sự lo lắng của các bậc phụ huynh khi cho con em trở lại trường học trực tiếp. Thời gian tới, tỉnh An Giang sẽ ưu tiên vaccine để tiêm đủ theo hướng dẫn của ngành chức năng để giáo viên và học sinh an tâm khi trở lại trường dạy và học trực tiếp. Với các trường hợp chưa tiêm vaccine, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang yêu cầu các trường học rà soát, lập danh sách theo dõi, quản lý có cam kết với giáo viên, phụ huynh, gia đình học sinh về khả năng mắc COVID-19 khi đi học trực tiếp trở lại. Chuẩn bị đầy đủ hệ thống trực tuyến kết hợp trực tiếp tại các lớp học để phục vụ tốt công tác dạy và học của giáo viên và học sinh.